tỷ lệ tai biến y khoa, đặc biệt là tai biến sản khoa, tai biến sau khi sử dụng vaccine xảy ra thời gian qua đã khiến dư luận không khỏi lo lắng về chất lượng khám chữa bệnh. Đó cũng là những băn khoăn của lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia trong buổi tọa đàm trực tuyến về giảm thiểu các tai biến trong y khoa diễn ra vào sáng nay tại Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Tại buổi tọa đàm, thì lãnh đạo Bộ Y tế đã cho rằng tai biến y khoa vẫn luôn rình rập. Trong điều trị khám chữa bệnh, rủi ro y khoa là điều khó tránh khỏi. Theo một thống kê mới nhất của Bộ Y tế, trong khoảng 67.000 bệnh nhân tử vong, thì 15% trong số đó tử vong do tai biến y khoa. Tuy nhiên, con số này hoàn toàn có thể giảm bớt nếu các cán bộ y tế làm đúng chuyên môn và trách nhiệm của mình. Các chuyên gia y tế cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng quá tải bệnh viện, môi trường làm việc, trang thiết bị không đồng bộ, giới hạn an toàn vẫn hạn hẹp hay những rào cản giữa nhân viên y tế và người bệnh là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai sót y khoa nhiều như thời gian vừa qua. Để giảm thiểu tai biến y khoa, Bộ Y tế cho rằng cán bộ ngành y tế cần có trách nhiệm hơn khi tham gia khám chữa bệnh cho người dân. Việc thành lập quỹ hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân khi tai biến xảy ra cũng cần thiết trong mỗi một cơ sở y tế.